đi lên tới trạm 3. Cái đoạn này là mình chỉ đi được một đoạn tương đối xuyên xuyên, nó có như thế này. Sau đó là chúng ta sẽ tiếp xúc với một cái vách núi mà Nhiên đặt tên cho nó, đó là vách núi Tự Thật. Tại vì là mình đã mệt rồi, trên vai mình mang ba lô nặng tới 30 kg, cộng với đôi giày nặng 6,5 kg, cộng với bộ đồ nặng 7 kg, và cơ thể của mình cực kỳ kiệt sức, mình chưa được mang được oxy, và lượng oxy ngay khu vực đó chỉ có 40% mà thôi. Thì lúc mà Nhiên nhớ, khi mình thấy được cái vách đó, từ xa mình thấy được những người đi trước mình, người ta khởi hành trước, thì mình thấy người ta đi leo lên một cái sườn đầu giống như những con kiến đang tha mồi. Thì lúc đó mình cảm giác sao thấy nó cũng đơn giản quá ha. Thì cuối cùng đó là khi mình tới được cái chân, gió nó thổi thấp từ ở trên nó thổi xuống, nhiệt độ nó âm khoảng 30 độ C, chân tay mình coi như muốn cứng hết, và lúc đó cơ thể mình nhúc nhích một bước thôi mà mình phải thở dốc, mình thở như thế này. Khi mà Nhiên thở, Nhiên nhớ cảm giác Nhiên thở cái hơi lạnh nó hốc này nè, máu mà nó bị đọng ở trong tay nó nhảy ra, khẹt vô. Khi mình khẹt ra, mình phun xuống dưới mặt là ra máu luôn. Thì tới ngày sau đó Nhiên phải bắt những cái thiết bị là cái ascender, là có chức năng là mình kéo lên thì mình rỉ xuống mà không tụt xuống. Thì những cái sợi dây mà để leo lên cái vách đó là có một cái đoạn đi trước, là cử ra những người giỏi của những cái đoạn, giống như Việt Nam mình cử ra một người, rồi những quốc gia khác cử ra một người để tạo thành một cái lớp giỏi để đi trước mình làm được những sợi dây đó. Những sợi dây đó thì năm nào hay là đợt nào đi người ta cũng phải làm lại hết, bởi vì là qua một cái mùa như vậy thì do thời tiết khắc nghiệt nó giòn dây và nó đứt dây nên là người ta phải làm lại. Thì khi tới đó là Nhiên đi, Nhiên nhớ là Nhiên đu dây từ 6 giờ sáng khởi hành đi cho tới 5 giờ rưỡi chiều thì Nhiên mới tới được cái điểm nghỉ, mà toàn bộ là Nhiên phải treo lơ lửng ở trên vách hết, bởi vì cái vách đó nó cao gần 2.000 mét, nó là cái mặt núi của cái đỉnh núi Lhotse cao 8.500 mét, cộng với là đỉnh núi Everest nằm kế bên. Nhưng mà cái sườn ở bên Everest mình không leo được bởi vì địa hình quá khó, mình phải mượn cái sườn ở bên Lhotse này để mình leo lên. Thì nó là một cái mặt băng khổng lồ, mình đi thì phải có cái dãy sắt ở dưới, cái móc sắt ở dưới để khi mình đứng đó nó không có tụt xuống. Thì mình đu dây một ngày ròng rã như vậy để lên được một vị trí tương đối là nó hơi chì thôi. Thì bắt đầu những anh C3 phải lấy cái búa đi băng của mình cộng với Nhiên lúc đó Nhiên cũng còn được một chút sức lực, lấy cái búa đi băng ra, đi đẽo những cái cục băng, sau đó dằn lại ở phía dưới, bắt đầu cái cào băng xuống tạo thành một cái mặt bằng đủ dựng 2 cái liều. Lúc đó dựng 2 cái liều trên bên ở trên cái vách chì như thế này, thì một bên đó là cái liều của người Việt Nam mình, một bên đó là cái liều của người C3. Đó, cái người C3 là người đi theo mình để hỗ trợ. Thì Nhiên nhớ là không còn nấu ăn được gì được hết, chỉ lấy cái bếp ra và nấu nước. Thì nấu nước nó cũng không sôi được, bởi vì là cái bếp cháy, nước cháy nó tắt. Lúc đó là cái lượng oxy nó quá ít rồi, cộng với nó lạnh quá. Thì Nhiên có đi ra ngoài, rồi Nhiên đi đẽo những cái cục băng để đem về để nấu nước, lựa những cục băng sạch. Nhưng mà Nhiên nhớ là đẽo cục băng xong cái Nhiên đi ra ngoài để Nhiên đi vệ sinh. Thì nhận biết là đoạn từ ở trạm 2 đến trạm 3 là do đó là mình không còn tiêu hóa được, cơ thể của mình không còn bình thường, nên là Nhiên ăn nhưng bị tiêu chảy nhiều ngày. Và Nhiên tiêu chảy nhiều ngày Nhiên cũng nhớ là ở dưới chân núi hay là ở ngay trạm 2 mình còn đi vào trong nhà vệ sinh, mình cố gắng mà làm được. Nhưng từ trạm 2 đến trạm 3 đu một ngày trời luôn, không có dám tháo giày còn này, mà bận thì 3-4 cái áo, mà mỗi lần mình đu dây thì nó lại bị tiêu chảy. Mà tiêu chảy mình gồng cũng được, lúc đầu mình gồng dữ lắm, nhưng mà cuối cùng chịu không nổi mình đành phải xả luôn không được. Thì lúc đó mình cũng cảm thấy con người mình sao nó tàn tạ quá, nó tơi tả quá. Nhưng mà mình nghiêng kỹ lại một điều, mạng sống nó còn quan trọng hơn. Cuối cùng là lên tới được trạm 3, nhưng mới nhớ là Nhiên mới đi ra ngoài một cái vách băng để Nhiên đi vệ sinh. Lúc mà Nhiên đi ra là mình tháo cái móc sắt ở dưới chân này, đi ra mình cứ nghĩ nó đơn giản, đi ra đầu vừa mới bước ra khỏi liền một cái là nó tột nhiên chạy cái bèo xuống. Thì lúc đó Nhiên cứ nghĩ là mình sẽ tiêu rồi, mà hên quá mình cũng móc theo một cái người ta gọi là cái đó là cái AS, là cái búa đi băng mà. Nhiên mình lấy cái búa ra, dùng cái búa ra, búa liên tục xuống dưới mà. Thì lúc mà búa liên tục xuống là lớp băng nó dày như thế này, lớp tuyết ở trên nó dày như thế này nè, là nó trôi chậm lại rồi. Đầu Nhiên mới búa sâu xuống thì nó dừng lại và mình bò lên. Lúc mà bò lên Nhiên mới hiểu được là lắm lúc đó là mình bỏ cái móc sắt ra đồng nghĩa với là đối diện với thực thật, và nhưng không còn suy nghĩ là mình sẽ sạch sẽ gì cho cơ thể nữa, quyết định không đi vệ sinh bên ngoài nữa, mình đi về trong liền luôn, đi về trong liền kể đó, mình đi vệ sinh trong người luôn cũng được, lúc đó là không còn xạo dơ, không còn xạo gì nữa. Đó là giây phút duy nhớ nhất là ngay thời điểm ở trạm 3. Từ trạm 3, trạm 4 là bắt đầu tới vùng người ta gọi là dead zone, chuẩn bị tiếp xúc tới vùng dead zone, người ta gọi là vùng chết, lượng oxy chỉ có 26-27%. Chỉ nhớ là khá là sớm leo lên những cái vách băng dựng đứng rồi ngửa ra như thế này, đu dây rồi bắt đầu chân mình đá vào trong những vách băng để mình tạo những cái hốc để mình đứng được, để mình leo lên khu vực đó. Lúc mà Nhiên leo qua cái khu vực mà nhà mình có thể thấy được ở trên mạng, mình sợ cái đỉnh núi Everest ra, cái mình thấy là đỉnh núi Everest có những cái làn vàng xung quanh đỉnh núi. Từ xa mình thấy nó là những cái làn nhỏ nhỏ vậy thôi, nhưng mà ở cái khu vực đó những cái làn nó cao 100 mét, đó là người ta gọi là yellow band, khu vực đó người ta gọi là dải đá vàng, nhưng mà nó là cát ngày xưa dưới đáy biển nó đùng lên, xong bây giờ nó hóa thành, và khu vực đó nó cái địa hình nó quá phức tạp nên là băng tuyết nó không động lại được, nên là hầu như mình đi là mình phải đi trên đá, trên đá cứng, đá xanh. Thì lúc đó là Nhiên nhớ là Nhiên đi ngay cái vùng đó, dây cột nó để tùm lum hết, mà không phải là sợi dây nào cũng xài được. Nhiều lúc mình chọn sai dây cũng là chọn sai khoảng cách để cứu mình luôn, tại vì là đu vào lên tới trên nhưng thấy có nhiều sợi dây chỉ còn có 1-2 cái lõi nhỏ xíu bằng tê tông thôi, nhưng mà đu là mình cũng không có dám đu mạnh vào trong sợi dây, mình cố gắng là mình dìu cái chân mình là chính. Thì khi mà Nhiên đu lên tới được cái móc mà yellow band đó, Nhiên nhớ cái đó là một cái vách núi mà nó cao khoảng 30 mét, dựng đứng như thế này mà đu dây toàn bộ luôn. Lúc đó là lực tay của mình mang bao tay cộng với băng tuyết nữa bám vô trên, đu một đoạn nó tuột xuống một đoạn, đu một đoạn tuột xuống một đoạn, lên tới nơi mà nằm dài ra như thế này, và coi như là nhớ cảm giác là cái đầu của mình là 2 cái sợi dây thần kinh hai bên này nó giật, mà mình rờ cái tay vô, giật cái tay nhảy ra ngoài như thế này luôn, nhịp tim mình không kiểm soát được luôn, nó quá mạnh, và mình thở dốc, mình tưởng chừng là tim mình không còn đập được nữa, nhưng mà mình cố gắng mình thở từ từ, cái bắt đầu mình thấy con người mình thoải mái trở lại từ từ, bắt đầu thấy mắt nó sáng dần ra, chứ lúc đầu là nó tối vui luôn. Sau đó là mình lên được về tới cái trạm 4 và lúc đó khoảng 5 giờ chiều. Chỉ nhớ là tới trạm 4 là cái kỷ niệm nó đáng nhớ. Xung quanh khu vực đó vì sao có nhiều người, bởi vì là một năm chỉ có một người để leo Everest mà thôi, và Everest cũng chỉ có vài ngày để lên được tới trên đỉnh núi, nên rất nhiều quốc gia leo một lúc. Nhưng nhớ là thấy rất nhiều người xung quanh khoảng 7-8 người. Mình lên tới nơi thì mình lại bị tiêu chạy, lúc đó mình không còn biết, người ta đứng kế bên trước mặt mình mà mình giận kế bên mình phải tháo quần ra để mình đi vệ sinh. Mình nhìn thấy người ta nhìn xung quanh, mình cứ nghĩ là người ta đang nhìn mình, nhưng mình nhìn kỹ lại không có ai nhìn mình hết, mà nhìn xung quanh cũng có những người ta giống như mình đó. Khoảnh khắc đó Nhiên nhớ lần đầu tiên trong cuộc đời mình dám đi vệ sinh trước mặt người khác. Thì Nhiên nhớ là vô trong liều thử bình oxy, trải nghiệm được cái khoảnh khắc đang mạnh mà thở oxy tự động thì con người nó dễ chịu hơn. Và bên ban tổ chức người ta nói là bình oxy nó bị hạn chế, nên là mình chỉ sử dụng với một cái mức độ rất nhỏ. Hạn mức của bình oxy nó có 3 mức mà mình chỉ sử dụng được 0.5 thôi để mình tồn tại qua cái vùng chết đó. Tự nhiên có nghe thông tin người ta nói vùng chết đó là khu vực có nhiều xác chết. Thì tới 8 giờ đêm là bắt đầu Nhiên khởi hành từ trạm 4 để bắt đầu lên trên đỉnh núi. Thì nhớ là xếp một hàng dài như thế này, đeo đèn lên, đội nón bảo hiểm, rồi mang giày ủng đồ đầy đủ hết, mọi người để đồ hành lý lại bớt ở ngày trạm 4 để cho nhẹ ba lô để mình đi chinh phục đỉnh. Thì đi từ 8 giờ tối ship một hàng mà tụi con hỏi đi trước, rồi sau đó tới hạng buổi Mậu Linh rồi tới Nhiên. Thì đi thật sự ra mình cũng không có tính toán về vấn đề là mình sẽ đi nhanh hay đi chậm, mình chỉ hy vọng là anh em sẽ tới được đỉnh núi Everest mà thôi. Thì ban đêm đó những nhóm Nhiên đi là theo ánh đèn gọi là mập mờ Nhiên đi, thì có những đoạn dốc đứng như thế này, những đoạn dừng qua dừng lại đó, thì mình đều phải chờ người khác hết, tại vì là một hàng dây vậy thôi, không có người nào đi qua người nào được hết. Cũng có vài người quá mạnh thì người ta sẽ tháo cái dây an toàn ra, người ta đi vòng qua người lần trước để lên được vị trí tiếp theo. nhưng mà bọn Nhiên là phải chờ từng người đi một. Cái này thì là bắt đầu mình thấy có ánh trăng, mà lúc đầu mình đi thấy ánh trăng rất rõ, nhưng sau đó bắt đầu mình nghe con người mình nó bị tê tê, rồi làm sao nó tê lên trên, bắt đầu mình nghe vuốt đầu cái con mắt mà nó mờ dần đi, mình thấy ánh trăng không còn rõ nữa. Ánh trăng ban đầu nó nhỏ như thế này, bắt đầu thấy nó loe bự ra, bắt đầu thấy mờ mắt, cái tay chân mình đó, nó buốt mà mình dập như thế này luôn, không có cảm giác gì hết. Mình bóp tay lại nghe nó cứng ngắc mà nó đau điếng nha, thì lúc đó mình mới biết là chắc là mình phải oxy. Lúc đó cái đầu như thế này là mình nghe não mình á, là nó rớt ở đây luôn, cái não mình nó xung sinh vòng vậy luôn. Thì lúc đó là nhưng không có dám đi nữa, bởi vì là bước một bước á là mình bị nhói tim, mình không bước được, mắt thì nó mờ câm. Bắt đầu mình mới tháo sợi dây đứng qua một cái vách, dựa cái lưng vô trong cái vách như thế này. Thì lúc mà dựa cái lưng vô á, Nhiên tháo bình oxy ra để Nhiên câu, Nhiên ngồi xuống để Nhiên câu bình oxy. Thì khi tháo ra câu bình oxy thì cái bình oxy nó hết, sẵn mình mệt quá mình đòi thôi mình ngồi nghỉ. Nhưng nguyên tắc á, trên núi Everest không ai được ngồi nghỉ quá 5 phút. Nếu mình ngồi nghỉ quá 5 phút rồi mình sẽ chết. Thì lúc đó Nhiên ngồi mệt quá, thiếu oxy thì Nhiên bị thiếp đi, giật mình dậy, vỗ chỗ với mặt cái mình nói Nhiên ơi mình còn sống, hết hồn luôn. Mình tưởng là mình chết rồi chứ, tại vì á là lúc nào mình cũng mập mà mình ngồi ngủ là mình chết. Thì lúc mình chạy chỗ nhưng mình còn sống. Cái nhìn qua bên đây, nhìn bên đây thấy một người ngồi một người nằm, cái nhìn nó nói của số kỳ vậy ta. Nhìn kỹ lại hai người đã chết từ lâu rồi, mình cứ nghĩ là người ta nằm người ta nghỉ, mà cuối cùng người ta chết từ lâu. Đầu nhiên mới xô làm sao đứng dậy để đi, thì xô làm sao úp mặt lên trước, úp mặt xuống dưới bàn. Nhưng ngồi về được, mình còn khóc, tại vì chân mình nó đau, không có duỗi chân ra được, mình nghĩ là chắc là sẽ chết ở đây. Cuối cùng mình còn khóc được một chút xíu, mình mới duỗi mắt, mình chùi mình thở một hơi dài, la làng lên, la trời đất, mình mới nói là mình không có cuộc đời, bởi vì cuộc đời chỉ có một lần để sống, rồi gọi là cuộc đời chỉ có một lần để sinh ra, thì chỉ có một cơ hội. Cuối cùng mình nói là họ cố gắng đứng dậy để mình làm cái ấm cơ thể, đừng có bị chết ở đây. Thì lấy tay dựa vách núi này để đứng dậy. Thì lúc mình dựa vách núi lên bắt đầu ở trên đó có cái cột đá lòi ra dài cái ba lô vô đứng được. Mình mới suy nghĩ về cuộc sống của mình, suy nghĩ giờ làm sao để mình đi. Thì lúc đó tự nhiên Nhiên suy nghĩ một khoảnh khắc, nhưng nó trước giờ mình nghĩ đi Everest, nghĩ đơn giản, nghĩ là tới được vòng cuối là mình sẽ leo được Everest. Nhưng bây giờ mình thấy Everest nó quá vĩ đại, đừng có nhìn đỉnh núi, biết cái đường đó là lên được rồi. Nhưng mà Nhiên chỉ nghĩ là sức mình bây giờ quá nhỏ, mình chỉ làm một việc nhỏ thôi. Cuối cùng Nhiên đặt ra một mục tiêu, đó là đỉnh núi Everest là một con đường không thay đổi được gì cả, cuối con đường là đỉnh núi, thì mình chỉ cầm bước một bước chân thì con đường nó nhắm một bước chân. Và bây giờ sức mình chỉ làm được một bước chân thôi, đó chỉ mới lấy tay là bóp cái chân này. Thì bóp nó mềm cái chân phải, rồi bây giờ chân phải bước đi một bước. Rồi khi mà bước xuống một cái này là nó không biết cái gì luôn, mình nghĩ là ai lấy cây đập vô đầu rồi, nó điên cái đầu đó. Rồi bắt đầu nó nhói cái tim, rồi đứng 15 phút sau mới bình tĩnh trở lại. Trong bình tĩnh trở lại là mình mới làm cái chân tiếp theo. Bây giờ chân tiếp theo mình đi được, cái lần thứ hai mình thấy nó nhẹ nhàng hơn, có đập chút mình đi được. Cái đó mình bước những bước tiếp theo, thì lúc mà bước những bước tiếp theo mình cảm nhận là cơ thể mình đang nhẹ nhàng. Khi mà cảm giác mà cũng được xa xa rồi, mình đứng mình nhìn lại điều kỹ, thử coi hồi nãy giờ mình cố gắng được bao nhiêu. Cuối cùng mình đứng nhìn lại, mình không thấy điều kỹ hồi nãy đâu. Lúc đó mình mới ngỡ ngàng, sao một cái gì đó nó quá vĩ đại đến với mình. Ngày xưa giờ mình nghĩ là cái việc vĩ đại chỉ đến với những người vĩ đại mà thôi. Mà rõ ràng luôn, một từ đây mình tới đằng kia, một đoạn đường ở trên vùng chết mà không có oxy mình di chuyển được như vậy thì không phải là dễ người làm được. Cuối cùng mình làm được điều đó, nhưng mới nghĩ được đó, một người mà làm được cái chuyện phi thường, không phải là người ta là người phi thường, người ta chỉ là người bình thường như thế, và người ta không bỏ cuộc trong mọi hoàn cảnh, và người ta nghĩ rằng đó là phải làm hết sức mình và làm tốt nhất ngày hiện đó, cuối cùng cũng là được thành quả phi thường. Lúc đó là Nhiên thấy lại được người C3, lấy lại được người oxy, và Nhiên lên trên đỉnh núi. Khi mà lên trên tới đỉnh núi thì Nhiên nhớ là thời điểm đó là khoảng 7-8 giờ sáng, nhưng không nhớ thời gian, nhưng đó là cái khoảnh khắc mà đáng nhớ nhất trong cuộc đời Nhiên mà cả một đường Everest, là đúng là ngày thời điểm mà sống chết là Nhiên nhất. Từ ngày trạm 2 mà khi buổi sáng đó Nhiên đòn Nhiên tới làm về, bọn Nhiên hát từ trạm 2 về tới dưới chân núi. Nhiên nhớ dọc đường mà đi qua những cái khe băng, thông thường là bọn Nhiên vừa đi vừa phải chú ý khe băng, vừa phải dựng dây rất là kỹ càng. Nhưng đợt này là bọn Nhiên đã lên đẳng cấp rồi, nói tóm lại là bọn Nhiên vừa đi qua khe băng mà bọn Nhiên còn hát liếu lo. Gặp người nước ngoài bọn Nhiên chào xong rồi bọn Nhiên bắt đầu lại hát tiếp và hát tập thể. Nhưng còn nhớ là ngay đoạn dòng sông Băng còn cách một cây số, dòng hát của Nhiên mà vang xuống tới dưới chân núi mà mọi người phải nghe. Nhiên nhớ ngày đó sẽ khóc xa xôi và chúng ta là người chiến thắng. Và mỗi lần Nhiên hát một cái giây phút đó, Nhiên còn nhớ là da gà của mình nó nổi, từ này nó nổi hết lên trên tay Nhiên vậy nè. Và tại vì cảm giác mình tự hào và mình đang muốn báo cho tất cả thế giới biết là người Việt Nam chúng ta là nhỏ bé nhưng cũng có thể làm những điều vĩ đại giống như những nước khác đã làm. Và khi về tới chân núi thì nhớ nước mắt không rơi. Bên ban tổ chức người ta đi lên một đoạn khoảng 200-300 mét vào trong cái vùng Kubu Iceland để đón bọn Nhiên, đem nước và đem máy quay phim lên. Thì gặp máy quay phim Nhiên không thể nào mà dừng được những cái lời nói của Nhiên nói liên tục. Nhiên nói là thật sự là Nhiên nói là khi mà lên tới trên đỉnh núi đó, là Nhiên người Việt Nam chúng ta đi cũng không chậm hơn ai và đi cũng không thua kém ai. Đó là một điều hãnh diện nhất trong người Việt Nam. Lúc nào trong đầu Nhiên cũng là người Việt Nam mình, con người Việt Nam. Và Nhiên chưa bao giờ cảm nhận rằng là mình lại là một người yêu Việt Nam nữa. Trước đây Nhiên từng sống tự ti về cuộc sống, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ tự hào Việt Nam. Bởi vì mình chưa hiểu là tự hào Việt Nam là gì hết. Nhưng ngay giây phút đó Nhiên hiểu được Việt Nam là một cái màu cờ xanh áo, mình cảm thấy tự hào. Sau Everest nó đã là thay đổi suy nghĩ của Nhiên, từ một người suy nghĩ tiêu cực, tự ti về bản thân, bây giờ Nhiên đã suy nghĩ tích cực. Nhiên dám làm những việc vĩ đại hơn và Nhiên luôn luôn đặt ra những mục tiêu cao hơn cho cuộc đời mình. Thì sau Everest là Nhiên đã tham gia rất nhiều những giải đấu, giống như là Nhiên SEA Games, Nhiên trở thành người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tới thời điểm bây giờ có huy chương bạc SEA Games 26 về môn leo tường tốc độ. Tiếp theo là Nhiên chinh phục những cái giải thưởng giống như là Champion Dash để giải thưởng đi sương đỏ. Nhiên chạy các giải leo núi Phan Xi Păng, rồi Nhiên chạy các cái cự ly ngắn giống như 5 cây, 10 cây số cho các giải đấu. Và đặc biệt nhất năm rồi là Nhiên có tham gia một cái giải đấu khá là ấn tượng. Và giải đấu này Nhiên nghĩ rằng khả năng của mình sẽ không làm được. Nhưng Nhiên vẫn chấp nhận nhận cơ hội này, nhận thách thức cho bản thân mình. Và Nhiên đã tập luyện với một khoảng thời gian 3 tuần lễ để hoàn thành cự ly 42 cây số ở vùng Banja của Cực để gây quỹ từ thiện của thế giới. Thì Nhiên còn nhớ cái khoảng cách mà Nhiên chạy tới những cây số cuối cùng. Ở phía sau Nhiên là 3-4 quốc gia khác, trong đó có Thái Lan, có Nhật Bản. Thì mình là người đại diện cho lá cờ Việt Nam. Nhiên nhớ là sức lực của Nhiên đã cạn rồi. Mặt của Nhiên là do là lạnh quá nên là nó méo luôn, nó bị chuột rút méo luôn. Và tay Nhiên co lên không được nữa, chỉ cần co lên là chuột rút luôn. Và chân Nhiên là bị phòng chảy máu hai bên, hai cục rất lớn. Thì Nhiên nhớ là chạy một cái là rất là buốt, rất là đau, và chân đều là muốn cứng hết rồi. Nhưng mà mình cứ nghĩ là nếu mà mình bỏ cuộc là thứ nhất là đại diện cho người Việt Nam, thứ hai nữa mình suy nghĩ về hành trình mình đã trải qua ở Everest, mình đã từng sống chết ở Everest. Những giây phút mà mình bước một bước chân 15 phút mà mình vẫn chấp nhận vượt qua cái chết để mình chinh phục Everest vì là người Việt Nam. Thì lần này Nhiên cũng nghĩ đây không khó khăn bằng Everest thì mình cũng phải cố gắng để đạt được mục tiêu này. Cuối cùng là Nhiên đã cố gắng và về một cái vị trí khá tốt là đứng thứ 3. Nói về Nam là Nhiên đứng thứ 3 trong khu vực châu Á và Nhiên đạt được cái thành tích là 4 giờ 29 phút, 42 cây số chạy trên băng. Sau cái hành trình đó thì Nhiên đã có được những cái kinh nghiệm cho bản thân mình và có được những cái lý tưởng riêng. Nhiên muốn khám phá thêm nữa những cái điểm mới lạ ở Việt Nam và trên thế giới. Và Nhiên muốn chia sẻ những kinh nghiệm của mình, những trải nghiệm của bản thân Nhiên đến tất cả những bạn trẻ đam mê thông qua fanpage Everest Việt. Và thông qua fanpage này các bạn có thể tương tác cùng với Nhiên và đưa ra những yêu cầu vì những địa điểm nào đó các bạn cảm thấy là nó hấp dẫn, hoặc là những địa điểm đó khó khăn quá, chưa từng có ai làm được đó, thì Nhiên sẵn sàng, Nhiên cùng đội ngũ Everest Việt sẽ tới đó khám phá và ghi lại những hình ảnh chân thật nhất để mang về cho các bạn xem. Và thông qua cái fanpage này, và Nhiên sẽ mở cái kênh YouTube để cho các bạn có thể lên trên đó chúng ta xem được những cái cung đường và ghi lại được những cái kinh nghiệm mà bản thân Nhiên sẽ cung cấp cho các bạn hàng ngày thông qua những chuyến đi.